Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, xuôi theo bờ đê sông Hồng về xã Mễ Sở, huyện Văn Giang có một chứng tích lịch sử cách mạng rất có ý nghĩa, đó là bến phà Mễ Sở, đời Bác Hồ về thăm trận địa bến phà, cầu phao quân sự bắc qua sông Hồng và trò chuyện với bộ đội công binh và dân quân du kích xã Mễ Sở tại thôn Phú Thị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, cầu Long Biên, thành phố Hà Nội trở thành trọng điểm bắn phá của không quân Mỹ. Các bến phà dọc sông Hồng, trong đó có bến phà Mễ Sở, trở thành tuyến đường huyết mạch để vận chuyển hàng hóa. Khi đó, bến phà Mễ Sở trở thành kho bãi của quân đội, tập kết hàng nghìn tấn vũ khí trang bị để đưa vào tiếp viện cho miền Nam. Ngày 5 tháng 2 năm 1966, Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từ Thường Tín, thành phố Hà Nội qua cầu phao sông Hồng sang xã Mễ Sở. Bác Hồ đã ân cần thăm hỏi, nói chuyện, khen ngợi động viên bộ đội công binh và dân quân trực chiến trên đầu cầu phao, bến phà Mễ Sở. 55 năm trôi qua, hình ảnh Bác Hồ ân cần đứng giữa những chiến sĩ công binh, dân quân du kích xã Mễ Sở đã khắc sâu vào tâm trí của cán bộ và nhân dân địa phương. Bức phù điêu ghi lại hình ảnh Bác Hồ năm 1966 khi Bác về thăm đơn vị công binh bắc cầu phao qua sông để phục vụ cho chiến trường miền Nam, thì Bác đã dừng chân trên đất Mễ Sở và Bác đã mời cán bộ và nhân dân đến nói chuyện trong vòng khoảng một tiếng. Thì sau đó là Bác bước chân lên cầu phao vừa hoàn thành để Bác đi sang bên sông bên kia tiếp tục chuyến công tác. Và cũng từ đó thì hình ảnh Bác Hồ về thăm đất Mễ Sở thì đã trở thành một cái truyền thống để giáo dục các thế hệ sau này tiếp bước và cũng như là ghi lại truyền thống anh hùng của quê hương Mễ Sở chúng tôi. Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mễ Sở luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo để mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Với những thành tích xuất sắc, xã Mễ Sở được nhà nước tặng thưởng danh hiệu vẻ vang đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang năm 1985, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2000. Lời dạy của Bác đối với lực lượng công binh thì đối với Đảng bộ và nhân dân xã Mễ Sở, các đồng chí lãnh đạo nghe và cũng đã thấm nhuần những ý tưởng của Bác cho đến sau này. Cũng về cái ý tưởng đó mà chúng tôi đã phấn đấu lãnh đạo chỉ đạo nhân dân một lòng theo Đảng, đoàn kết thế và nghe lời dạy của Bác, đến nay Mễ Sở của chúng tôi cố gắng phấn đấu để trở thành nông thôn kiểu mẫu trong năm 2021. Xã Mễ Sở hiện đã có 4 thôn đạt danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nhân dân Mễ Sở luôn năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương trở thành nông thôn mới điển hình của cả nước.